Phản ứng của Yegi sau màn ra mắt tệ hại. Dù trải qua cơn ác mộng trong ngày tái xuất khi để thủng lưới đến 3 bàn, thủ môn David Yegi của Fiorentina vẫn không hề cảm thấy thất vọng. David Yegi vẫn lạc quan, dù rằng vừa trải qua màn tái xuất ác mộng. Thật tuyệt khi trở lại. Một cảm giác rất khó tả trong tôi lúc này, Yegi chia sẻ trên X. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và toàn thể người hâm mộ tuyệt vời của Fiorentina vì sự chào đón nồng nhiệt. Lúc này, Fiorentina đang hướng về mùa giải mới với sự lạc quan. Hãy cùng xem những gì đội bóng có thể đạt được. Foggia Viola, cựu thủ môn mang UTD nhấn mạnh. Trên sân nhà Artemio Franchi, Firenze, hôm 24 tháng 8. Ở trận lượt đi vòng play-off UEFA Conference League, Fiorentina de Puskás Academia Fan Club cầm hòa với tỷ số 3-3. Đây là trận đấu David Yegi được bắt chính sau 446 ngày thất nghiệp. Nói vậy là bởi hơn một năm qua, tính từ khi hết hợp đồng với Man UTD hè năm ngoái, thủ thành người Tây Ban Nha lâm cảnh ngồi chơi xơi nước. Mức lương cao cộng với tuổi tác cũng như phong độ được cho là không còn xuất sắc khiến Yegi thất bại trong việc tìm kiếm bến đỗ mới. Chỉ tới khi Fiorentina đánh tiếng thời gian qua, ngôi sao 33 tuổi người Tây Ban Nha mới hết thất nghiệp. Dù rằng trải qua màn tái xuất ác mộng khi nhận tới 3 bàn thua, màn trình diễn của Yegi vẫn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong các tình huống Fiorentina bị thủng lưới, cựu sao Man UTD làm hết khả năng. Anh không mắc lỗi, thậm chí đã có vài tình huống trổ tài cứu thua xuất sắc. Lúc 23 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, Fiorentina sẽ tiếp Venezia trên sân nhà ở vòng 2 Serie A, có khả năng Yegi tiếp tục được huấn luyện viên Raphael Paladino tin dùng.